Xin chào các bác nhá. Em lại tiếp tục về được cái thớt Kenwood SE7 này. CD nhá, thớt này thớt CD. Đấy. Em sẽ khui ra và mời các bác cùng em test thử xem nó có được không nhá. Đây là một thớt CD cho các bác nhá. Con này thì có là nhờ size mốt sao. Thử xem không biết nó có chạy không. Đấy, tại vì ở đây nó tiện có một cái công suất đây thì em sẽ dùng nó để thử luôn. Con này là thớt Kenwood, có mã là SE7 các bác nhá. XSE7 này, đấy, điện 100V này. Có cầu loa này. Cầu này là cầu trên là cầu vào, dưới là cầu ra này. Đấy. À đấy, có quên quay này chắc có không nhìn thấy đây. Đây các bác nhá. Kenwood này. SE7 nhá. Đấy, SE7 này. Có đầu trên là đầu vào này. Tức là cổng này là cổng đầu vào, còn dưới này là cổng đầu ra. Đấy. Rồi, sau đây em sẽ thử bật điện xem có lên không nhá. Cho đĩa ra. À, con này có vẻ nó hơi kẹt kẹt một tí. À, cái này cassette à? Ôi giời. Cái này nó là cassette các bạn. À, ôi trời ơi, to rồi. Con này nó hơi bị cái này về có phải lắn lại rồi. Cái vỏ mặt này các bạn này. Cái vỏ mặt này nó hơi bị cong xuống này. Về cái này chắc có phải lắn lại tí rồi. À, cái cassette các bạn, cassette không phải CD đâu. Em không để ý cái tên nó ở đây, nhìn cứ tưởng CD, nó là cassette. Về cái này có phải lắn lại cái mặt này tí nhá. Đấy. Nói chung thì nếu mà mình nhảy thì chắc chắn là bây giờ có thử thì nó cũng không chạy được bởi vì nó không vào hết được. Đấy. Thì về có kiểm tra xem, nói chung là đây này. Các cái phím thứ là vẫn ấn được. Ra vào là vẫn thấy hoạt động này. Phím phích ở đây không bị kẹt cái gì. Nguồn nó vẫn bật tắt được này. Đấy, thì về có kiểm tra xem cho em nhá. Là đây này, lắn cho em lại cái này này, cái vỏ ở trên này, lắn lại một tí để cho nó ra vào hoạt động ok. Rồi con này gọi là máy thanh lý luôn nó nhanh. Đấy, đang bị phần này hơi kiểu hàng nó đè lên các bác. Hàng nó đè lên. Đấy, hàng từ bên kia về là vẫn nguyên nghiêm chỉnh nguyên bản luôn nhá. Đây, xốp xiếc. Đấy, về các bác kiểm tra xem. Rồi, cassette này thì thanh lý nhanh cho các bác về nghiên cứu chơi nhá. Trưng bày. Con này để các bác giá. Hai trăm ba nhá. Đấy, để có 230. Đấy, thì con nào mà chốt thì alo cho em nhá. Đấy, 230.000. Nhìn mặt mũi vẫn còn tốt này mà lại hơn đây này. Để kỹ là nó sẽ có nhá. Đây là phẳng à. Xong tôi lại hơi vẹo xuống tí này. Cái chỗ này nó hơi bị lún tí thì nó bị kẹt ở giữa này. Đấy, mắt thường mình có thể nhìn thấy đây. Cái này nó xuống này. Đấy. Và có thể lắn lại cái thanh này nhá. Lắn lại, tháo cái mặt ra mình lắn lại một tí. Mà này là kim loại mà, bằng kim loại. Thì mình có thể lắn lại tí để cho nó ra vào ok, sau đó mình sẽ thử băng. Đấy, xem nó có chạy không. Còn đây em bán thanh lý tu mù nhanh cho các bác 230 cho nó nhanh. Đấy, thì bác làm mà chốt cái thớt cassette này alo cho em nhé. Về nhờ cắm điện 100V các bác nhá. Nó kích thước khoảng size 20 các bác nhá, 20-21 thì đó. Rộng, chiều rộng. À đây, có thước đây không? Khoảng 20 các bác nhá, 20. Rồi, số điện thoại chốt hàng là gọi cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhé. Vâng, xin chào các bác.